bộ phim Tân Bác Tiên. Tập 32. Đại nương, đại nương, đại nương à, đại nương. Hình như đại nương bị bệnh rất nặng có phải không? Đa tạ. Bên kia hình như có đại phu đang khám bệnh đó, hay là qua đó khám xem thử đi. Đa tạ. Dạ. Cẩn thận đại nương. Đại phu à, bao tử của ta hay đau, có sao không vậy? Không sao đâu. Chờ ta kê cho cô một đơn thuốc. Mỗi ngày dùng 3 chén nước. Sắc còn một chén rượu uống. Mỗi ngày uống 3 lần. Dạ. Uống trong vòng 7 ngày thì sẽ khỏi bệnh thôi. Hả? Dạ. Chúc mừng cô. Cô có tin vui rồi. Cái gì? Nương tử có thai rồi. Đúng là quá tốt. Mau về nhà. Đa tạ đại phu. Công tử à. Đậu rồi, đậu hết rồi. Cái gì đậu rồi? Nói không đậu không đuôi. Thẩm công tử và Thạch công tử đậu hết rồi, là trạng nguyên đôi đó. Hả? Công tử mau, ta vẫn còn đi xem bản vàng ha. Đại nương. Đại nương. Đại nương à. Đại nương. Sao vậy? Không có người khám sao? Không có. Ủa, hình như vậy. Ta còn một ít tiền. Đại nương cầm lấy đi. Đây. Đa tạ, đa tạ. Nhà đại nương ở đâu? Ta ở trong ngôi miếu cũ ngoài cửa nam. Vậy đại nương hãy cầm một ít tiền này đi mua thuốc, rồi về nghỉ ngơi vài ngày cho lại sức đi. Đa tạ. Đa tạ. Không có gì. Bác Sâu, cha về rồi đây. Cha, sao hôm nay cha về nhà sớm quá vậy? Mấy bữa nay, không phải mấy bữa nay cha bận giám sát thi cử hay sao? Không lẽ việc thi cử lần này xong hết rồi hả? Bác Sâu à, sắp sửa xong hết rồi. Nhưng mà trong cuộc thi năm nay xảy ra một chuyện rất kỳ lạ. Chuyện gì vậy cha? Con có biết không, trong cuộc thi lần này cùng lúc xuất hiện 2 trạng nguyên. Sao chứ? Xuất hiện tới 2 trạng nguyên sao? Vậy trước nay chẳng phải chỉ chọn một thôi sao? Tại sao bây giờ lại có tới 2 trạng nguyên vậy? Nè, bác Sầu ngồi đi. Lần này có 2 thí sinh dáng vẻ tài hoa đều xuất chúng. Cả 2 người bất luận bút pháp hành văn phải nói là tài năng hơn người. Quả thật là rất khó chọn lựa. Lão phu đành phải thỉnh mời hoàng thượng đứng ra để chọn lựa. Có ngờ đâu, cả 2 thí sinh đó diện kiến hoàng thượng đều đối đáp rất lưu loát.
Ngay cả hoàng thượng cũng không biết phải chọn ai và bỏ ai nữa. Cho nên là cả hai đều được hoàng thượng ban ơn cùng đấu Trạng Nguyên. Vì vậy cuộc thi lần này mới xuất hiện Trạng Nguyên đôi. Ngay cả lão phu cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Vậy tiểu nữ xin chúc mừng cha đã chọn được hai môn sinh tâm đắc. Nhưng mà nói gì thì nói, cả hai Trạng Nguyên người nào cũng tài giỏi hơn người. Cho nên lão phu đang tin chọn một trong hai Trạng Nguyên này trở thành tướng công của con. Con thấy sao hả? Cha. Hả? Cha, cha làm sao vậy? Nói tới nói lui, rốt cuộc lại lôi tiểu nữ vào. Liên quan gì tới tiểu nữ chứ? Con đoan gà. Tiểu nữ của cha vừa mới nhắc chuyện tìm tướng công cho con là mặt con đỏ lên rồi. Con, cha, con không nói với cha nữa đâu. Bẩm thái sư, hai vị Trạng Nguyên xin cầu kiến. Ủa, nhắc người người tới, mời vào. Dạ. Cha, tiểu nữ về phòng đây. Tiểu thư, đợi tiểu xuân với. Ân sư. Ân sư. Chào hai vị Trạng Nguyên. Học trò bái kiến ân sư. Ôi trời, hai vị Trạng Nguyên không cần đa lễ, mau đứng đây đi. Mời ngồi. Đại ca, mời. Mời. Ngồi đi. Hai vị lần này cùng đổ đầu bán cùng thành Trạng Nguyên, quả thật là kỳ tài của triều đình. Cũng nhờ ân sư cân nhắc chúng con. Đúng vậy, cho nên môn sinh đến đa tạ ân sư. Đây không phải là công lao của ta, mà nhờ công ngày đêm khổ luyện của hai vị. Hai vị mong rằng sau này hai vị Trạng Nguyên đây cùng lão phu bao đáp quốc gia. Dạ. Hai vị Trạng Nguyên, lão phu đã sai người chuẩn bị ít cơm, lát nữa hai vị theo lão phu ra hậu đường cùng thưởng thức, thế sao hả? Đa tạ ân sư. Tiểu thư, có phải người đó cãi nhau với cô trên phố hay không? Thạch Tuấn Khanh, hắn vẫn chưa chết, lại còn thi đậu Trạng Nguyên nữa, là mình mất công lo lắng cho hắn. Lẽ nào hắn có gì đó khác người, có thể chống lại được chất độc của mình? Mình nhất định phải điều tra cho rõ. Đa tạ đại phu. Xin đừng khách sáo. Lữ đại phu. À, hả? Không cô nương. Lữ đại phu đúng là thần tiên sống mà. Cô nói vậy là sao chứ? Bản vàng hôm nay Tuấn Khanh và Thẩm công tử cả hai đều đậu Trạng Nguyên. À. Chẳng phải ta đã nói rồi hay sao? Công tử của chúng ta là thần tiên sống mà. Đúng vậy, đúng vậy. À, phải rồi, Lữ đại phu à. Ngoài ra Tuấn Khanh và Thẩm đại ca cả hai đều sẽ cảm tạ đại phu. Được rồi, không cần vậy đâu. Hai vị công tử đã về chưa? Quan chủ khảo năm nay là qua thái sư, nên hai người đã đến phụ thái sư tạ ơn rồi. À. Không biết hai vị ăn có hợp khẩu vị không? Đa tạ ân sư bày tiệc chiêu đãi, học trò vô cùng cảm tạ. Được, mời hai vị ngồi. Mời, mời đại ca. Mời ngồi. Người đâu, dâng trà. Dạ. Tiểu nữ diện kiến phụ thân. Mạc sầu à. Sao lại là cô ấy chứ? Thì ra cô ấy chính là thiên kim của thái sư. À, hai vị à, đây là tiểu nữ Mạc Sầu của ta.
Diện kiến Hoa tiểu thư. Nhị vị Trạng Nguyên không cần phải đa lễ, tiểu nữ đây diện kiến nhị vị. Không dám, không dám. Mát sau qua. Dạ. Mau qua đây ngồi ha. Ân sư, học trò quấy rầy đã lâu rồi, xin được cáo từ. Cũng được. Hai vị, hoàng thượng đã cho phép hai vị diễu phố 3 ngày, còn được về thăm thân bằng quyến thuộc 1 tháng. Sau đó cần phải sớm quay trở lại để đến lại bộ chờ phân công nhiệm vụ. Dạ. Nếu vậy thì học trò xin được cáo từ ân sư. Mời. Mặc sầu, lão phụ nói không sai chứ, hai người đó đúng thật là nhân tài. Dạ phải. Thái sư, vậy chuyện đại sự cả đời của tiểu thư thì... Tiểu Xuân. Mặc sầu à, nữ nhi xuất gia có gì mà xấu hổ chứ. Mặc sầu à, con cho cha biết đi, trong hai công tử đó con thích người nào? Con không biết đâu. Trời. Tiểu thư. Như vậy xem ra có lẽ Mạc Sầu đã chọn Thạch Tuân Khanh rồi. Cũng được rồi chờ. Tiểu thư, thì ra Thạch Trạng Nguyên đó chính là cái người ngày hôm đó đã cãi nhau trên phố đó. Lúc này ở đại sảnh, sao cô không nói với lão gia chuyện đã xảy ra vậy? Tiểu Xuân, nhiều chuyện quá. Mấy chuyện đó cần gì phải kinh động tới cha. Hơn nữa, người ta bây giờ là Trạng Nguyên rồi. Trạng Nguyên thì sao chứ? Tiểu thư, tiểu thư đừng quên, lão gia chính là Thái Sư. Chỉ cần lão gia nói với lại bộ 1 tiếng, cậu ta chắc chắn không làm quan to được đâu. Nói không chừng chỉ được làm quan thất phẩm tiếp triêu thôi. Tiểu thư, lúc nãy lão gia có ý định chọn trong số 2 tân khoa Trạng Nguyên đó một người làm tướng công của cô. Vậy tiểu thư sẽ chọn ai? Nếu như Tiểu Xuân đoán không sai thì chắc chắn đó là Thẩm Trạng Nguyên, đúng không? Nhiều chuyện liên quan gì tới ngươi? Tiểu thư, chuyện cả đời của tiểu thư, Tiểu Xuân đương nhiên quan tâm rồi. Được rồi, hết chuyện của ngươi rồi, mau lùi ra nghỉ ngơi sớm đi, ta mệt rồi. Dạ. Trong lòng ta, thật ra người ta thích là Thạch Tuấn Khanh, chứ không phải là Thẩm Ngọc Lan. Lỡ như Thạch Tuấn Khanh biết được chuyện mình đã hạ độc, nếu vậy thì phải làm sao? Cô nương hôm đó nói cười vui vẻ, liếc mắt đưa tình với hắn, rốt cuộc giữa họ có quan hệ gì? Hôm nay mình phải tới quán trọ điều tra cho rõ, như vậy mới giải tỏa được nghi ngờ trong lòng. Ê, đến rồi. Lữ công tử, Tiểu Vũ, mời. Được, Lữ đại phu. Lữ đại phu, chúc mừng, chúc mừng hai vị tân Trạng Nguyên. Lữ đại phu, mời ngồi giữa. Không được đâu,
Hai vị công tử đây là Trạng Nguyên mà, đâu có đạo lý nào mà ta ngồi giữa chứ. Không không không, Tuấn Khanh may nhờ Lữ đại phu ra tay cứu giúp mới bảo toàn được tính mạng. Tuấn Khanh mới đậu Trạng Nguyên nên phải cảm tạ Lữ đại phu, cho nên mời Lữ đại phu ngồi giữa. Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh. Lữ đại phu, xin mời. Mời. Ngồi đi ngồi đi. Ta nói hai vị Trạng Nguyên nghe. Ê, Lữ đại phu, đừng gọi Trạng Nguyên nghe khó chịu lắm. Hay là đại phu cứ gọi ta là Tuấn Khanh đi. Ồ. À, phải rồi. Ngày mai chúng ta bắt đầu. Vậy thì phải gọi ta là Lữ Động Tân mới được. Nè, Lữ huynh, chúng ta uống một ly. Ừ. Ê. Wow, nhiều cao lương mỹ vị quá. Hôm nay có thể ăn một bữa thoải mái rồi. Tiểu Vũ à, ngươi nói chuyện không hiểu phép tắc gì hết. Không sao đâu Lữ công tử, vì thư đồng của công tử quả thật rất là dễ thương. Dễ thương à? Vậy thì để cậu ta ở lại đây đi, ta không dẫn về nữa. Hả? Mời. Mời. Chúc mừng hai vị lưu danh bản vàng. Xin mời. Đa tạ Lữ huynh. Lữ huynh, ly rượu này Tuấn Khanh đa tạ ơn cứu mạng của huynh. Phải rồi, hai vị đã đỗ đạt cao, có dự tính gì không? Ngày mai chúng ta bắt đầu diễu phố 3 ngày, sau đó về quê 1 tháng, sau 1 tháng đó quay lại về lại bộ chờ phân nhiệm vụ. Ừ. Vậy thì nhân đây kính chúc hai vị thượng lộ bình an. Không, ơn cứu mạng của Lữ huynh Tuấn Khanh còn chưa báo đáp được, cho nên Tuấn Khanh có ý muốn mời Lữ huynh đến tệ xã ở chơi vài ngày, không biết ý của Lữ huynh ra sao. Đương nhiên là được rồi, không lẽ Tuấn Khanh huynh không bận làm việc nào khác sao? Ta còn việc gì phải làm nữa chứ. Huynh với Hồng cô nương đã sớm định chuyện thành thân rồi, không nhanh chóng quay về bẩm báo thì làm sao được chứ. Hơn nữa, Ngọc Lan huynh, huynh cũng phải về nhà thăm người thân. Ừ. Công tử đi nhanh rồi vậy. Lữ công tử à, Tiểu Vũ, cậu ấy đi đâu vậy? Ở ngoài có vài thứ dơ bẩn cần phải dọn cho sạch, cậu ấy sẽ về nhanh thôi. Đồ dơ bẩn phải dọn cho sạch sao? Phải rồi, mới uống vài ly, Động Tân đã thấy choáng váng. Lần này lên kinh thành được quen biết các vị, Động Tân vinh hạnh vô cùng. Thực sự ta còn vài việc phải làm, cho nên không thể chơi lâu. Xem ra đến lúc phải cáo từ rồi. Nếu huynh đã nói như vậy thì chúng ta không cố giữ huynh lại nữa. Nhưng mà không biết tới khi nào thì chúng ta mới gặp lại nhau. Ngọc Lan huynh sống ở nơi nào vậy? Nhà của ta ở thành Oanh Dương, Lữ huynh hỏi thăm sẽ biết thôi. Còn Tuấn Khanh huynh? Cũng may nhà ta ở huyện Phượng Tường, cách thành Oanh Dương không xa. Lữ huynh, nếu huynh có thời gian rảnh, mời ghé thăm tệ xá. Vậy là xong rồi đó. Nhà của hai vị ta đã biết rồi, khi nào rảnh rỗi ta nhất định sẽ viếng thăm hai vị. Nói cũng nhiều rồi, đã đến lúc phải cáo từ. Tuấn Khanh huynh, lần nữa ta kính chúc huynh và Hồng cô nương sớm được thành thân. Đa tạ Lữ huynh. Ngọc Lan huynh, huynh cũng phải cố gắng lên. Hả? Ngọc Lan đa tạ Lữ huynh. Lữ công tử, huynh không đợi Tiểu Vũ sao? Không đợi nữa, cậu ta về là lại lu miệng phiền chết được. Chắc là bây giờ đang thu dọn đồ đạc giùm ta. Sáng sớm ngày mai chúng tôi phải khởi hành sớm. Cáo từ.
Không ngờ cái tên thư đồng đó vẻ ngoài bình thường vậy mà lại biết võ công. Người ngồi ở giữa là ai vậy? Người đến đây đó để làm gì? Ồ, thì ra là loại người xấu xa. Ta phải lật mạng che mặt của ngươi, xem rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào. Chất độc bo cạp hả? Người này chắc chắn là người đã hạ độc Thạch công tử rồi. Không được. Nè Tử Vũ. Công tử, người vừa rồi biết sử dụng độc bo cạp đó. Độc bo cạp? Ờ. Vậy thì chính cô ta đã hạ độc Thạch công tử. Chắc chắn là cô ta. Chúng ta mau đuổi theo đi. Mau. Khoan đã. Ta nghĩ Thạch công tử và Thẩm công tử tạm thời không gặp nguy hiểm gì đâu. Ờ. Bây giờ chúng ta phải làm sao đi chứ? Nếu ở kinh thành vẫn không tìm được tung tích của Hạ Nguyệt Tiên, chúng ta đi nơi khác tìm đi. Ừ, được. Dám đánh ta bị thương, hắn là ai? Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ. Mặc sâu. Sư phụ. Mặc sâu. Ai đánh con bị thương? Hả? Là một thư đồng. Hắn đánh con bị thương. Hắn. Một thư đồng. Nè, để sư phụ xem vết thương con xem sao. Mau. Hả? Là đạo gia canh khí sao? Đạo gia canh khí. Lẽ nào là hắn ta? Là ai vậy? Đó là người sư phụ thường ngày hay kể. Hắn chính là kẻ thù suốt đời của ta, Lữ Động Tân. Lữ Động Tân? Phải rồi Mặc Sầu. Lần sau nếu như mà con chạm mặt Lữ Động Tân, con nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được xem thường. Con biết rồi sư phụ. Được rồi, sư phụ sẽ chữa vết thương cho con. Dạ. Mau. Ah.
Nếu sớm biết thì lúc nhỏ mình đã chịu khó học hành rồi, bây giờ chắc cũng đỗ đạt trạng nguyên rồi còn gì nữa. Thôi bỏ đi Huynh ơi. Huynh đó cũng phải biết tự lượng sức của mình chứ. Biết gánh hàng là được rồi. Hơn nữa Huynh không thấy tay của Huynh không biết được sao. Ai nói vậy? Nhưng mà ta thật sự mơ ước. Huynh thấy đó, được làm trạng nguyên, được cưới người diễu hành 3 ngày, được dạng người ngưỡng mộ, đúng là quay phong thật ha. Đúng như vậy đó. Khoa thi năm nay bắt đầu tiền lệ cùng lúc có 2 trạng nguyên. Theo Huynh thì 2 vị đó người nào khôi ngô hơn hả? Thẩm Ngọc Lan và Thạch Tuấn Khanh ai cũng khôi ngô tuấn tú, nhưng mà nếu nhìn kỹ một chút, Thẩm Ngọc Lan cương trực hòa nhã, còn Thạch Tuấn Khanh thì nhã nhặn lại khí khái anh hùng. Cả hai người đều rất là xứng đáng. Ta cũng nghĩ như vậy. Xin hỏi hai vị đây. Nè bạn mày, đừng có xin tiền chúng ta nha. Chúng ta là dân nghèo không có tiền đâu á. Không, ta không xin tiền đâu. Ta chỉ muốn hỏi thăm một chút. Vừa rồi hai vị nói trạng nguyên năm nay tên họ là gì vậy? Thẩm Ngọc Lan. Thẩm Ngọc Lan. Vậy còn gì kia? Tên là Thạch Tuấn Khanh. Thạch Tuấn Khanh. Hey, bạn mày kia, tên của trạng nguyên không phải để bà tùy tiện gọi đâu ha. Coi chừng người của họ nghe được á, cho một trận no đòn đó. Trời ơi, thôi kệ đi, kệ bà ta, chúng ta đi. Đi. Hai vị ơi. Thôi không biết gì đâu, đừng hỏi. Trời ơi, lẽ nào Thạch Tuấn Khanh đó chính là Tuấn Khanh mà mình vô cùng yêu mến? Nếu đúng như vậy, mình phải tìm cậu ấy. Cậu ấy là Trạng Nguyên, chắc chắn sẽ có cách giúp mình đi tìm tướng công và hai con của mình. Đại ca, lần này huynh đệ chúng ta bái biệt, e rằng không biết khi nào mới có thể gặp lại. Đúng vậy. Hiền đệ, lần này quay về nhất định phải cẩn thận nha. Đại ca, đệ biết rồi. Huynh cũng vậy đó, tự bảo trọng cho mình. Có biết không, lần này đệ không thể cùng về với huynh, xin thay đệ chuyển lời hỏi thăm tới Thẩm bá phụ, Thẩm bá mẫu. Đệ cũng vậy. Hiền đệ, khi về nhớ thay huynh hỏi thăm Thạch bá phụ. Nhất định rồi. Đúng rồi, đệ tính khi nào thành thân với Cẩm Vân đây? Cơ mật không thể nói. Nhưng mà đại ca, huynh yên tâm đi, nếu như đệ và Cẩm Vân làm lễ thành thân, đệ nhất định sẽ phái người báo cho huynh một tiếng. Điều đó là đương nhiên rồi. Nếu như đệ không báo cho huynh biết, chuyện này đại ca sẽ trách tội đệ đó. Tuấn Khanh. Ê, Cẩm Vân. Hành lý đã thu xếp xong rồi, huynh với đại ca nói chuyện với nhau đi, lát nữa chúng ta có thể lên đường. Vất vả rồi. Cẩm Vân vốn là một cô nương hiền thục, còn hiền đệ thì lại là người tài hoa xuất chúng. Cả hai người họ đúng là trai tài gái sắc. Nhìn hai người họ tình thâm nghĩa trọng như vậy, thật sự là mình ngưỡng mộ quá. Thật không ngờ Thẩm Ngọc Lan ta vốn là một người kiêu ngạo, khi phách bất phàm. Nhưng hôm nay khi diện kiến thiên kim của Hoa Thái Sư thì ta vừa gặp đã yêu. Chỉ là ta... Đúng rồi đại ca. Nếu như huynh có thời gian rảnh, nhất định phải đến hàng xã một chuyến, có biết không? Được thôi. Đúng rồi, sau này khi chúng ta tới sử bộ nhận chức, vẫn còn cơ hội gặp mặt mà. Với lại lần này ta trở về quê nhà, ta còn có việc muốn được bẩm báo với cha mẹ. Đại ca, vậy tụi đệ xin cáo từ trước. Đi đường cẩn thận. Đi thôi. Thẩm Ngọc Lan tham kiến qua tiểu thư. Thẩm Trạng Nguyên đa lễ rồi. Thạch Tuấn Khanh tham kiến qua tiểu thư. Vị này là... Cẩm Vân,
Vị này là thiên kim của Hoa Thái Sư, là ân sư đã từng giúp đỡ huynh. Muội mau tham kiến Hoa tiểu thư đi. Dạ. Hồng Cẩm Vân tham kiến Hoa tiểu thư. Cô có biết là dịch quán là nơi tiếp đãi người ở trong quan phủ và tân khoa trạng nguyên không? Một dân nữ bình thường như cô sao có thể tùy tiện ra vào đây được? Hoa tiểu thư, Cẩm Vân là bằng hữu của tại hạ. Đúng vậy Hoa tiểu thư à. Khi chúng ta lên kinh ứng thí gặp bọn thổ phỉ thì được quen biết Hồng cô nương. Nếu không nhờ cổ kịp thời xả thân cứu giúp, đánh đuổi bọn cướp đi, e rằng chúng ta khó có thể thoát được. Với lại Hồng dường cô nương như ta không có nói chuyện với huynh. Dịch quán là nơi quan trọng, không phải người bình thường nào cũng có thể ra vào. Mau lập tức rời khỏi đi. Hoa tiểu thư, Cẩm Vân và tại hạ đã có hôn ước từ trước, là nương tử tương lai của ta, cũng bị xem là người ngoài sao? Không biết Hoa tiểu thư đến dịch quán có chuyện gì hay không? Ta nghe nói thực lực của hai người hơn hẳn những người khác, vì vậy lần này mới có tới hai trạng nguyên. Cho nên ta muốn tới xem thử tài nghệ của các ngươi như thế nào. Thật không ngờ Hoa tiểu thư cũng có hứng thú với khoa cử. Xem ra Thẩm Ngọc Lan ta thất kính rồi. Thẩm trạng nguyên khách khí rồi. Vậy thì mời Hoa tiểu thư cứ ra đề. Không cần đâu, vẻ ngoài và cách ăn nói của Thẩm trạng nguyên thì đã biết là người khiêm nhường, chính nhân quân tử. Còn vị Thạch trạng nguyên này, vừa nhìn đã biết tâm cao khí ngạo, khó mà khuất phục, dáng vẻ không xem ai ra gì hết. Thật không dám nghĩ sau này sau khi được làm quan, sao có thể làm một quan phụ mẫu tốt đây. Cô nè, chúng ta nên mau chóng lên đường đi. Chúng ta đi thôi. Đại ca, thứ lỗi hiền đệ xin cáo từ. Đứng lại. Không biết Hoa tiểu thư còn có việc gì? Các người cứ vậy mà đi sao? Nếu Hoa tiểu thư không còn việc gì chỉ giáo, thứ lỗi Thạch mổ xin được cáo từ. Nếu như Hoa tiểu thư cảm thấy trong lòng không vui, vậy Thẩm Ngọc Lan nguyện bầu bạn với tiểu thư ha. Ta nói là cần ngươi sao? Tiểu Xuân, chúng ta đi. Dạ. Qua mặt sau này, tâm tư có vẻ thất thường, tính tình nóng nảy. Nhưng mà Thẩm Ngọc Lan ta, trong lòng chỉ cảm thấy thích một mình cô ấy. Mong là mình có thể lấy được trái tim của tiểu thư mà sau. Chắc chắn là ở đây rồi. Trời ơi, cái bà lão ăn xin này, mau đi đi. Nơi đây là dịch quán, không phải là nơi cho bà đến xin tiền đâu. Muốn xin tiền á thì qua bên kia đi. Vì quan gia này, ngài hiểu lầm rồi. Ta không phải tới xin tiền, ta tới để gặp Thạch Tuấn Khanh đó. Thạch Tuấn Khanh? Đúng vậy, nghe nói cô ấy đổ trạng nguyên rồi, đúng không? Tội gan, đã là tân khoa trạng nguyên, một bà lão ăn xin sao có thể tùy tiện gọi tên ngài hả? Trước đây cô ấy và ta từng có duyên gặp mặt, cô ấy nhất định sẽ gặp ta mà. Thạch trạng nguyên sao lại quen biết một bà lão như bà? Với lại Thạch trạng nguyên đã không còn ở đây nữa, ngài ấy đã hồi hương rồi. Mau đi đi. Cái gì? Đã hồi hương rồi sao? Đi đi, đừng có ở đây nói nhảm được nữa. Được rồi, được rồi, ta mau. Đi, ta đi, đi, đi. Nè, các người làm gì vậy? Sao để bà lão ăn xin này cản đường ở đây?
Bẩm tiểu thư, chuyện là vậy, bà lão ăn xin này nó muốn tìm Thạch Trạng Nguyên. Thạch Trạng Nguyên? Nè khoan đã, tiểu thư, cô gọi ta sao? Bà tìm Thạch Trạng Nguyên để làm gì? Bà quen ngài ấy sao? À, đúng vậy, trước đây ta là nhũ nương của cậu ấy. À, cha, 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 huynh đệ bộ giới. Cẩm Vân, mau lên. Huynh chạy nhanh như vậy để làm gì chứ? Huynh đương nhiên là có việc gấp rồi. Việc gấp? Vậy huynh cũng phải đợi muội chứ. Nhanh lên, cứ chạy theo sau huynh là được. Cha. Hả? Cẩm Vân, sao muội không đi nữa? Cẩm Vân, muội sao vậy? Muội rất muốn biết rốt cuộc là chuyện gì, sao huynh lại gấp như vậy? Bởi vì huynh phải đi đón nhạc phụ. Nhạc phụ? Ừ. Huynh từ đâu lại có nhạc phụ vậy? Muội nói đi. Ghét quá đi ạ. À. Cẩm Vân, muội sắp trở thành tân nương của huynh. Cha muội chính là nhạc phụ của huynh, đi đón nhạc phụ của huynh có gì là không đúng chứ? Vậy ạ, vậy huynh về nhà trước đi, muội đi đón cha là được rồi. Không được, cha muội cũng đã lớn tuổi, ở nhà nhất định rất lo lắng, không biết là huynh có đủ công danh không. Ừ. Cho nên huynh phải đích thân đến để mà thông báo tin vui này. Ừ. Cha muội nếu nghe được tin này nhất định sẽ rất vui. Cẩm Vân, cha muội mà vui sẽ đồng ý hôn sự cho chúng ta đúng không? Huynh thật là hư quá. Ê, tại sao lại nói huynh hư chứ? Đó gọi là tốc chiến tốc thắng. Nếu không, cô nương tốt như vậy bị người khác cướp mất thì làm sao đây? Cướp không được đâu, bởi vì muội muội bởi vì muội cũng thích huynh, có đúng không? Còn nữa Cẩm Vân, nếu như đợi đến huynh nhận chức mới đi đón cha muội, e rằng chắc là không kịp nữa rồi. Cho nên huynh nghĩ là chúng ta đón cha muội đến ở với chúng ta. Như vậy cho dù hoàng thượng muốn huynh đi đâu nhận chức, huynh cũng có thể dẫn muội đi. Cha huynh và cha muội chúng ta cùng đi, muội thấy sao? Huynh đó thật nhiều quỷ kế, ban đầu còn nói muốn báo tin cho cha huynh trước, thật không ngờ lại đi đón cha muội. Người ta đều nói nữ sanh ngoại tộc, đứa con trai như huynh đúng thật là. Cẩm Vân, cha huynh đã từng nói hôn sự của huynh sẽ do huynh tự làm chủ, nhưng mà hôn sự của muội phải do cha muội làm chủ mới được. Cho nên huynh cần phải đi gặp cha muội trước. Hey, đến lúc đó cha muội và cha huynh cùng sống chung nhất định sẽ rất vui. Huynh thật là biết nói, muội nói không lại huynh rồi. Cô ấy còn nói mình gấp gáp, xem cô ấy còn gấp gáp hơn cả mình kìa. Cha. Ê, Cẩm Vân, đợi huynh với. Cha. Người nói cái gì? Người tiểu thư thích không phải là Thạch Tuấn Khanh hay sao? Hoàn toàn không. Thái sư, có lẽ ngài không biết, lúc nãy tiểu thư tới chỗ dịch quán đã cãi nhau một trận với Thạch Trạng Nguyên đó. À. Còn nữa, lần trước tiểu thư có đi bái Phật, trên đường trở về phủ không phải đã gặp một tên kiêu ngạo sao? Việc đó lão phu còn nhớ. Lúc đó Mạc Sầu nói đó là một thí sinh. Đúng, người đó chính là Thạch Tuấn Khanh, cũng chính là Thạch Trạng Nguyên bây giờ. Hả? Nhưng mà lúc Mạc Sầu gặp lại Thạch Trạng Nguyên kia lại không nói gì hết. Thái sư, tiểu thư không phải đã nói lấy việc công làm trọng, huống chi là hôm đó thái sư lại tỏ ra vui vẻ vì đã gặp được hai vị môn sinh vừa ý, còn nghĩ chắc có lẽ tiểu thư không muốn làm ngài mất vui thôi. Nhưng mà Mạc Sầu đi đến dịch quán để làm gì chứ? Cái này nô tỳ cũng không rõ lắm, còn nghĩ
Tiểu thư là muốn đi chúc mừng hai người họ. Chỉ là cái tên Thạch Trạng Nguyên thái độ ngạo mạn, tự cao tự đại. Với lại hắn ta còn sắp thành thân với một vị cô nương nữa kìa. Tiểu thư nhà ngươi bây giờ đang ở đâu? Tiểu thư hiện đang ở cùng với bà lão ăn xin ngoài kia. Cái gì? Bà lão ăn xin? Lẽ nào mắt sao có quan hệ gì với bà lão ăn xin đó hay sao chứ? Không có gì, không có gì. Tiểu thư chẳng qua chỉ là thích giúp đỡ người nghèo mà thôi. Tốt, không hổ danh con gái ngoan của Hoa gia ta. Tiểu Xuân, không còn việc gì nữa, người lùi xuống đi. Dạ. Lúc đầu mình cho rằng người mà Mạc Sầu thích là Thạch Tuấn Khanh, nhưng mà thật không ngờ giữa hai đứa tụi nó lại có ân oán tới như vậy. Bây giờ xem ra người mà con mình thích là Thẩm Ngọc Lan.